Nga Lan trân trọng kính chào quý khán thính giả của VTV và Little Sài Gòn Radio. Thưa quý vị, trong nửa thế kỷ qua, kể từ khi miền Nam sụp đổ trước sự xâm lấn của Cộng sản miền Bắc, nhiều văn nghệ sĩ vốn đã tạo dựng một nền văn học rực rỡ của miền Nam cũng đã vượt thoát ra đi để mưu tìm một cuộc sống tự do, đáng sống. Trên phần đất tự do thuộc nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh những nỗ lực để hội nhập vào xã hội mới, các nhà văn, nhà thơ gốc Việt vẫn tiếp tục miệt mài sáng tạo, duy trì và phát triển văn học miền Nam trên đất tạm dùng để có thể coi là đã có một nền văn chương Việt Nam hải ngoại. Trong tinh thần muốn cùng đồng hành với quý vị tìm hiểu về sinh hoạt văn hóa hải ngoại rất phong phú, hôm nay trong chương trình Tản mạn văn học nghệ thuật, kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc mạn đàm của Nhã Lan với văn thi sĩ Quốc Nam, và được mệnh danh là nhà văn hóa Việt Nam. Và thưa quý vị, trước khi mời quý vị cùng chúng tôi chào đón thi sĩ Quốc Nam, xin cho phép Nhã Lan được sơ lược vài dòng về tiểu sử của ông. Thưa quý vị, Quốc Nam sinh năm 1944 tại Nam Định, Việt Nam. Ông cầm bút từ năm 1961 đến năm 2021. Ông đã phục vụ văn hóa và xã hội vô vụ lợi suốt 60 năm. Ông tốt nghiệp trường Võ bị Quốc gia Việt Nam năm 1967 và Đại học Meridian, Hoa Kỳ năm 1993. Thưa quý vị, tác giả Quốc Nam đã có 26 sáng tác phẩm xuất bản trước và sau năm 1975. Trong số này có thi tập Quê hương nước mắt, được in tới 5 lần đến 5.000 ấn bản trong vòng 17 năm. Trong sinh hoạt cộng đồng hải ngoại, Quốc Nam điều hành Đông Phương Foundation từ năm 1976, tổ chức được 387 chương trình văn nghệ hoặc họp mặt đều rất là thành công. Quốc Nam là người đầu tiên đã tạo được ba phong trào quần chúng. Từ năm 1987 đến năm 2006, giải quốc tế tượng vàng ca sĩ Việt Nam. Và từ năm 2005, Đại hội Văn chương Phụ nữ Việt Nam toàn cầu, thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ sáu. Và từ năm 2018, khơi dậy tinh thần biết ơn qua hai đại lễ đầu tiên tạ ơn những người khai sinh chữ quốc ngữ vào năm 2018. Và thưa quý vị, Nhã Lan vừa sơ lược vài dòng về tiểu sử của thi sĩ Quốc Nam, cũng được gọi là nhà văn hóa Việt Nam. Và bây giờ kính mời quý vị cùng với Nhã Lan chào đón nhà văn hóa Việt Nam Quốc Nam đến từ vùng nắng ấm Houston, Texas. Dạ vâng, Nhã Lan xin kính chào ông Quốc Nam ạ. Vâng, kính chào đài Hồn Việt TV và Sài Gòn, Little Sài Gòn Radio. Và xin chào chị Nhã Lan. Dạ vâng, thưa ông, từ vùng nắng ấm Houston, Texas, ông qua bên đây thì ông thấy miền Nam California có khí hậu ấm nóng giống Houston không ạ? Tôi nghĩ là vùng này nó khí hậu rất là tốt, chứ còn ở Houston á, thì dạ, nó nóng quá, ban đêm thì cũng lạnh chút chút. Vậy à? Nhưng ở bên đó nó hay có bão táp lắm, dạ. Mưa bão táp lụt, dạ. Nhưng mà tôi thấy miền này quá tốt, và tôi cũng đã từng sinh hoạt ở vùng này nhiều chương trình rồi, dạ. Ở đây này. Dạ vâng, kính mời ông có thể cho quý khán giả của Hùng Việt TV và Little Sài Gòn Radio nói riêng, cũng như là cộng đồng Việt Nam nói chung ở California hiểu rõ hơn là những cái sinh hoạt văn hóa của ông. Chẳng hạn như là trong cái phần tiểu sử thì có rất nhiều người, nhà văn Chu Tích Tiến nói với Nhã Lan rằng nhà văn hóa Quốc Nam nổi tiếng làm những công việc cộng đồng xã hội vô vụ lợi.
chẳng hạn như là Đông Phương Foundation, thì ông có thể cho quý vị khán giả được biết là Đông Phương Foundation được thành lập lúc nào và cái sinh hoạt ở Đông Phương Foundation ra sao? Vâng, cảm ơn chị Anh Lan, chị hỏi câu rất là thú vị. Đông Phương Foundation đó, là chúng tôi thành lập từ năm 1976, mà hai người sáng lập đều là người có nổi tiếng trước năm 75. Đó, dạ, thì đó là ai ạ? Họa sĩ kiêm đương khắc cha Phạm Thông và tôi. Dạ. Chúng tôi đều có sinh hoạt và nổi tiếng trước năm 75. Tôi có 16 tác phẩm trước năm 75. Còn ông Phạm Thông thì cái nổi tiếng nhất của ông là ông đắp trịnh đạo Trì Xuống Đồng trong Sài Gòn. Đó, ở Việt Nam. Năm 72, ở ngay bên Bạch Đằng. Và cái tượng nó trở thành huyền thoại. Dạ. Người ta nói là Thánh Trần Hưng Đạo nói rằng cứ con vượt biển đi, chỉ tay vượt biển đi. Dạ. Nhưng mà qua hải ngoại, ông Phạm Thông, một chủ tịch tiên khởi của Đông Phương Foundation, là người mà đã dựng rất nhiều tượng đài. Dạ. Mà các tượng đài ở ngay dọc đồng công Katit, Missouri, rồi cái tượng đài mà cao nhất hải ngoại là tượng đài Chiến tranh Việt Mỹ ở Houston. Dạ vâng. Và khi mà qua đây á, ở đây bên này á, có một cái hội Trần Hưng Đạo. Mà hồi đó tôi đến đây á, thì có ông Nguyễn Xuân Nghĩa với ông Phan Tử Nhân, ông để một con búp bê trắng ở bên cạnh đường á. Dạ vâng. Thì ông bảo đó là tượng đài của Đức Trần Hưng Đạo. Tôi bảo là như vậy xấu hổ quá. Ông để tôi chỉ cho các anh một cách thôi, là các anh sẽ lấy, sẽ tự cái tượng đài này. Rồi cách nào? Tôi dễ hiểu lắm. Trước hết, các ông phải tìm cái người mà dựng tượng Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng Sài Gòn, qua đây bảo đảm dân chúng sẽ hoan hô ầm ầm và sẽ đóng góp tiền để mà làm cái tượng đài. Thì chắc là chị Nhã Lan đã biết cái đó rồi. Dạ vâng. Đó. Dạ. Hồi đó đâu biết là chính tôi đưa cái sáng kiến đó. Cái sáng kiến đó, tôi bảo là các ông chỉ cần đưa các ông đó lên là bảo đảm đưa qua đây là thế nào ở hoan hô liền. Mà dạ, quả nhiên rất tôi đúng ạ. Tôi đưa cái điện thoại cho ông Phan Kỳ Nhân, ông gọi cho Phạm Thông. Dạ. Rồi mua vé máy bay Phạm Thông, bốc cái chạn các cái qua đây nói chuyện. Thế là hoan hô mầm mầm mầm. Dạ vâng. Và lúc đó tôi biết cái người mà quyên tiền được nhiều nhất là Hồn Việt TV. Đúng vậy. Biết nhưng mà không ai biết là chính tôi làm chuyện đó. Cảm ơn. Đó. Cảm ơn ông rất nhiều. Ngày hôm nay thì cư dân của quận Cam, nhất là khu phố Bôn Sa, nơi có tượng đài của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lại còn biết rõ hơn. Cảm ơn. Vâng, Xuất xứ. Sau đó, thì ông Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Chí Vi đó. Đúng ạ. Thì ông ấy cũng là Phạm Thông qua lập cái tượng đài Quang Trung Đại. Quang Trung Đại, đó. Đúng rồi, đại thành đế. Ra cái chủ tịch tiên khởi của Đông Phương Foundation đã đóng góp ở miền Nam Cali. Đúng. Và chính tôi cũng đóng góp nhiều chương trình ở đây lắm rồi. Dạ. Đó. Dạ, vâng. Đó thì nói tóm lại là đó là cái đầu tiên. Nhưng mà rồi tiếp theo là tụi tôi làm rất nhiều việc, kể không hết đâu. Như vậy thưa ông, từ năm 1976, tuy nhiên là chỉ gần một năm ly hương mà các ông đã thành lập Đông Phương Foundation ở bên ở Texas. Và như vậy Nhã Lan được biết rằng là có một cơ sở văn hóa Đông Phương, có những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật mà dần dần càng nở rộ ra. Chẳng hạn như là có một cái đài phát thanh nữa phải không ạ? Vâng, tụi tôi làm cái đài phát thanh cũng lâu lắm rồi. Dạ. Từ năm 1993. Dạ. Và tụi tôi phát thanh được 25 năm. Dạ vâng. Vâng, tức là nhiều giờ nhất hải ngoại hồi đó. Thì tới năm tôi làm 93 và năm 2018 thì tụi tôi làm được 25 năm. Và tụi tôi đã phát thanh trên cái làn sóng hiện đại nhất FM Digital. Dạ vâng, âm thanh rõ ràng phải không ạ? Không như rõ ràng mà khắp thế giới đến hồi tai. Đó. Cái lúc đó tụi tôi phát thanh, tôi nghĩ là hàng chục triệu người nghe cái
ở trên xe hay trên, nhưng mà cái âm thanh nó tuyệt hảo lắm. Thành nó gọi tụi tôi là cái đài Global, the first Vietnamese HD radio in the world. Là vâng, vinh dự quá phải không ạ? Không thì cái đó là may mắn thôi. Tụi Mỹ nó giúp tụi tôi. Thành ra tụi Mỹ mới nó coi tụi tôi là ambassador của nó. Rồi còn cái, tại vì thực ra thì còn cái này mới là vấn đề, là khi mà tụi tôi làm nhiều chương trình như vậy, 387 chương trình. Dạ vâng, xin ông có thể kể nghĩa là tổng quát những chương trình nổi bật ạ? Thì nổi bật nhất thì là giải tượng vàng. Trước hết là cái đài phát thanh xong nha. Dạ. Thì cái thứ hai, cái này ấy, là lúc mà đầu thế kỷ 21, năm 2000, cả thế giới sợ cái Y2K. Y2K tức là sợ năm cái máy 2000 đó. 2000. Dạ. Không ai dám làm gì hết. Dạ, Y2K. Dạ. Tụi tôi làm một cái chương trình vĩ đại. Dạ. Là quốc tế đại hội văn hóa Việt Nam mừng thế kỷ 21. Làm ở Tacoma Dome, một cái cầu trường mái gỗ lớn nhất hành tinh. Dạ. Tụi tôi làm đó, không ai dám làm hết. Tụi tôi làm cái đó, phải nói rằng tụi tôi tốn rất nhiều tiền, nhưng mà tụi tôi dám làm. Được cộng đồng Việt Nam ở bên đó giúp phải không ạ? Không mình giúp. Hay là Đông Phương Foundation đã tự gây quỹ? Tự không phải gây quỹ mà tự dùng credit card, dùng ngân hàng. Hết dạ vâng, tụi tôi làm được. Tụi tôi bỏ ra 101.000 Mỹ Kim tổ chức cái buổi đó. Dạ vâng. Mà cuối cùng tụi tôi thu được có 70.000. Dạ. Cũng lỗ 25.000. Nhưng mà là cái tinh thần cộng đồng vô vụ lợi mà. Dạ vâng, tụi tôi vô vụ lợi từ 76 tới giờ. Dạ vâng. Thành ra cái chương trình đó là một chương trình mà nó khoai làm lắm. Mà thu hút sự tham dự của người bản xứ hay không thưa ông? Không, mà thu hút của những người Việt khắp thế giới. Khắp thế giới. Tức là 3.500 người ở khắp các châu lục bay về. Dạ vâng. Bay về Tacoma, Seattle, tham dự cái đó. Mà tôi thấy cái vụ đó là tôi ngạc nhiên là tại sao tụi tôi làm được. Tại vì với gần 50 nghệ sĩ trình diễn, trong đó có những người nổi tiếng như là Ý Lan, Trần Nhật Trường, Trần Tiến Thanh, rồi Lê Dinh, rồi Anh Việt, Trần Văn Trọng, nhiều nhiều lắm, nhiều người có mặt đó lắm. Vâng. Thành ra tôi đó, nó phải nói rằng tụi tôi làm những cái việc mà không ai dám làm. Dạ vâng ạ. Tụi tôi dám làm. Dạ vâng, như vậy là quá là hãnh diện. Tại vì người Việt ly hương chỉ có mới ở thập niên 90, mà các ông làm được như vậy thì là một cái sự hãnh diện cho toàn thể cộng đồng Việt Nam ở trên đất nước vâng, Hoa tôi, Kỳ tôi xin và nói... nhất là phụ nữ. Vâng. Giải tượng vàng mà Việt Nam rồi của phụ nữ nữa. Như vậy là rất là vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Vâng, để tôi kể tiếp với chị Nhã Lan nha. Thì cái vấn đề mà tụi tôi làm đó, thì thực tế ra đó, tôi nhờ vô vị lợi mà khi tụi tôi lỗ thì có những mạnh thường quân họ ủng hộ. Thành tụi tôi làm được 387 buổi trình diễn, trong đó 89 chương trình không ai làm trước đó tụi tôi, chứ không ai làm được. Tại vì phải muốn làm cái chương trình của tôi là phải có tiền. Dạ. Đi lại cũng đã tìm bao nhiêu rồi. Dạ. Chưa kể mà tụi tôi làm khắp Hoa Kỳ và Canada. Dạ. Thì cái đó tôi nghĩ là mình, tụi tôi có cái may mắn là tụi tôi gặp được nhiều người yêu mến, Thành mới làm được. Dạ vâng, xin ông có thể nói về một cái sinh hoạt quần chúng mà nổi tiếng luôn ạ, là giải quốc tế tượng vàng. Vâng. Và cái khu vườn văn hóa là chính cố học giả Vũ Ký cũng nói rằng là đến thăm nhà riêng của ông thì cũng có những một cái khu vườn mà còn được gọi là khu vườn văn hóa về khung cảnh rất là lãng mạn và trữ tình. Rồi có công viên tượng vàng Việt Nam. Đúng, đây nha, tôi đã nghe. Kính thưa quý vị và thưa chị Nhã Lan, thực ra thì tụi tôi làm nhiều việc lắm, nhưng mà đại khái là cái mà rõ trước mặt nhất là cái giải quốc tế tượng vàng ca sĩ Việt Nam. Dạ. Là 19 năm liên tục. Vâng. 19 năm, nguyên 19 năm ở các giải sơ khảo, bán kết và chung kết đã có trên 200 buổi để mà
cho người ta tham dự rồi. Cho nên thành ra tụi tôi mới có nhiều vậy đó. Rồi cái giải đó, đó được sự, nghĩa là phải nói là góp sức rất là tích cực của những tên tuổi rất lớn dạ. như là Phạm Duy, Anh Việt, Lam Phương, dạ, Anh Bằng, dạ. rồi Trần Thiện Thanh, rồi Lê Dinh, nói rồi hầu hết những những người ca sĩ nổi tiếng, dạ. Trong đó có cả Lệ Thu, dạ. Sĩ Phú, dạ. rồi có một người trẻ lắm nhưng mà làm nhạc rất hay, đó là Lê Xuân Trường làm nhạc cho Thuyên Nga Paris. Vâng ạ. Đó. Dạ. Thì nói chung là tất cả những người công tác tôi đều là những nhân vật nổi tiếng ấy. Không có những người tầm thường mà ở trong tụi tôi hết. Dạ. Đó. Đó. Thành cái đó may mắn thôi. Thật kỳ, tôi sống trong đời tôi là cái quan trọng của tôi không phải là tiền bạc, không phải là bất cứ danh tiếng gì, là cái tấm lòng đối với bằng hữu và đối với mọi người. Tụi tôi hết lòng với mọi người. Dạ. Thì tụi tôi được hỗ trợ thế thôi. Ở khắp thế giới, nghĩa là bây giờ vẫn biết tên tôi, không biết mặt thôi. Dạ, không? Dạ vâng. Vâng. Dạ. Thì đó thì cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là năm 2005 tụi tôi sáng lập cái giải, không phải cái giải mà Đại hội Văn chương Phụ nữ Toàn cầu 2005. Mà ngay trong cái năm đó tụi tôi mượn được một cái Liberty Bell lịch sử nặng 4.500 pound để đánh hồi chuông chào mừng phụ nữ. Yeah, dạ, vâng. Đâu có ai dễ làm vậy đâu. Dạ. Rồi tụi tôi cùng các phụ nữ tài năng ở khắp thế giới đổ về. Mà trong đó tôi nhớ nhưng có những người tham dự như là Jack Lee Bông. Vâng. Rồi Trường Mỹ Duyên. Đúng ạ. Rồi nhiều lắm, không nhiều dạ. lắm. Đó. Thì tất cả mọi người đều cầm cờ vàng lên trên công viên đỉnh núi Reniger, một cái nơi cao nhất miền Tây Bắc, dạ. cao 14.410 feet trên mặt biển. Tụi tôi dâng cờ vàng trên dạ. đó. Dạ. Đó. Dạ. Thì đó là cái kỷ niệm của những cái người tham dự cái đó. Dạ. Rồi, rồi An Lộc tông. Foundation thì sao ạ? Dạ. An Lộc Foundation nữa. Rồi dạ. tôi rồi tiếp. An Lộc Foundation nó là chuyện cũng lạ lắm. Dạ. Không? Rồi tôi đang kể cái đó. Thôi bây giờ chị hỏi An Lộc Foundation thì tôi xin kể. Là An Lộc Foundation đó, vâng. nó là một trận đánh lớn nhất trong lịch sử quốc cộng. Dạ vâng, 1972. 1972. Dạ. Thật ra thì người ta cứ nói trận Quảng Trị, trận Công Tum, trận An Lộc, Quảng Trị ấy không có thành công được. Nếu mà như vậy thì mục đích của ông mà thành lập An Lộc Foundation để làm gì thưa? Không phải tôi, mục đích tôi không có thành lập. Dạ. Mà những cái người không có, những cái người trong cái tổ chức đó dạ. mời tôi. Dạ, vâng. Tại vì thứ nhất là tôi là một nhà báo lâu đời, quen biết cả Mỹ lẫn Việt. Dạ. Thành ra họ muốn tôi dùng tôi làm cái chủ tiễn vào sân để đưa cái bộ quân sự đó vào Anh ngữ, vào quân sự thế giới. Dạ, vâng. Thì tôi đang làm cái đó. Dạ. Đó. Mà cái vụ đó đó nó kỳ diệu cái là tôi, thực ra thì cấp độ tôi nhỏ, nhưng mà khi tôi vinh danh các ông ấy, các chiến sĩ mà anh hùng của quân lực ấy, thì chính tôi là vinh danh tặng mỗi người một cái bảng để mà tri ân. Là vâng, tất cả mọi binh chủng phải không ạ? Tất cả mọi binh chủng. Dạ. Nhưng mà binh chủng quan trọng nhất vẫn là 80 biệt kích dục và nhảy dù. Dạ vâng. Đó, hai cái đó quan trọng lắm. Dạ. Tại vì hai cái, nếu mà không có hai cái binh chủng đó thì An Lộc mất rồi, mất dạ. ngay rồi. Mà tụi nó nhất định nó An Lộc á, nó đánh bằng đầy đủ phương tiện, xe tăng đại pháo, nó có quân số nó gấp hơn 4 lần mình. Dạ, vâng. Mà mình thắng, tôi cũng dạ. ngạc nhiên rồi. Dạ, vâng. Mà quân đội ta giữ được vững được để thế, vì thế đó. Tại vì thế này, nó muốn đánh An Lộc á, thì nếu mà nó thắng á, thì nó kéo về Sài Gòn trong mấy tiếng đồng hồ thì nó tắm máu Sài Gòn. Dạ. Và Sài Gòn tan nát hết, không có năm 75 nữa đâu. Đến lúc đó là nó muốn lấy năm 72. Dạ, vâng. Đó. Dạ. Nhưng mà sự các chiến sĩ hào hùng của dạ. quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Cũng như là hôm nay tôi nói với chị Nhã Lan, tôi biết chị thắc mắc là tại sao tôi nói về quân lực không. Dạ. Thực tế là dạ. tôi quân lực mình nó mạnh, nhưng mà nó vẫn là cái
cái tổ chức để mà bảo vệ quê hương thôi. Nhưng mà cái chính mà tôi muốn đề nghị tới là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái đó nó quan trọng. Tại vì chế độ Việt Nam thì đương nhiên nó có quân đội. Mà quân đội thì tôi vinh danh, tôi vinh danh Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó có quân đội. Chứ không phải là quân đội tôi vinh danh chính đâu. Vâng. Thành ra tôi có thể mà tôi nghĩ là chị hỏi tôi một cái câu mà tôi rất ưng ý là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị nó như thế nào? Thế nào? Vâng, thì tôi xin trả lời với quý vị một cách rất nghiêm túc. Tôi là một người lính trận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tôi đã chết ngoài mặt trận. Và tôi thì tôi có thể trả lời quý vị này. Đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa không giống nhau. Thứ nhất là đệ nhất Cộng Hòa là tôi là người được giáo dục trong đệ nhất Cộng Hòa thời Ngô Đình Diệm. Mà chế độ Ngô Đình Diệm mới có nói rằng mới có chưa hoàn hảo nhưng mà đã có tự do dân chủ, hạnh phúc cho muôn dân, toàn dân miền Nam. Thì chỉ có chế độ Ngô Đình Diệm thôi. Còn chế độ sau này thì tôi có thể nói với quý vị, những cái người đó tôi nói thì có nhiều người bột, là những chế độ đó quan những tướng lãnh nhá, tìm cách phải giết Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mà cái đó là Việt Nam sụp đổ từ đó. Thì như vậy á, ba nguyên chính, tôi chỉ nói tổng quát thôi, là ba nguyên chính sụp đổ Việt Nam Cộng Hòa từ khi giết Ngô Đình Diệm. Vừa giết Ngô Đình Diệm thì Dương Minh đã dẹp bỏ ấp chiến lược liền cho Việt Cộng vô. Đó. Nhưng mà thế này này, bởi vì cái nhóm tướng tá Dương Văn Minh hay là ngay cả Trần Đình Kiên, Nguyễn Văn Thiệu chỉ là tướng được huấn luyện của Tây huấn luyện, thành cũng là lính Tây thôi. Thành ra họ không có cái lòng yêu nước nhiệt thành như cái lớp sau này. Đó, cái đó là sự thực. Tôi nói thì có người bột, có người không đồng ý với tôi. Nhưng mà tôi ở trong cuộc, tôi nói thẳng vậy. Thành ra cái lớp mà sĩ quan Đà Lạt á, từ lớp khóa 16, Tổng thống Ngô Đình Diệm lập Trường Võ Vị Quốc gia Việt Nam, thì những người từ khóa 16 trở xuống sau này là những người được huấn luyện kỹ càng, của tinh thần yêu nước rất tích cực. Và nếu mà nhưng mà lúc đó tới 30 tháng 4 thì lúc đó những người mà khóa 16 cao nhất mới có đại tá thôi, chưa có làm được trò gì hết thì mất nước, nó bỏ chạy. Thành ra tôi mới nói quý vị này, ba nguyên nhân chính để mất Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhất là giết Tổng thống Ngô Đình Diệm là bắt đầu muốn mất nước rồi. Cái thứ hai mà ít người để ý là Việt Nam đã không biết ai làm cái quỹ tiết kiệm quân đội. Mà quỹ tiết kiệm quân đội đó, mỗi một tháng tiết kiệm được trên 100 triệu tiền. Tại vì có hơn 1 triệu lính. Thì mỗi người giữ 100 thôi. Thì nó thành 100, hơn 100 triệu. Mà 100 triệu bây giờ thử tưởng tượng coi, cái đó để 10 năm thì sinh lời biết bao nhiêu. Thì quân đội ta không cần phải viện trợ. Nhưng mà còn hết đó, chưa hết. Những cái người mà trong người lính hồi đó, họ đã có làm nông trường để mà ghi quỹ cho cái quỹ tiết kiệm quân đội. Nhưng mà cuối cùng Mỹ thấy nguy hiểm, nó phải giết. Nó phải giết cái quỹ đó. Mà giết cái quỹ đó, sau này tôi sẽ nói xong. Là trong đó tôi là một nhân chứng trong cái vụ đó. Cái vụ. Nhưng mà bây giờ vì sao nó điêu tụi tôi không được? Nó điêu với Tuần Báo Dừa không? Mà tôi hỏi, tôi nói với quý vị khán giả, quý vị tưởng tượng ấy, Tuần Báo Dừa không là Tuần Báo Quân Đội với cầm đầu bởi mấy anh trung tá, mấy anh thiếu tá, làm sao mà chống được Tổng trưởng Quốc phòng? Nhưng mà chống, nếu không có Mỹ sau làm sao dám? Mỹ nó bảo làm, thành ra nó mới giật sập cái đó. Mà giật sập cái đó là nguy cơ rồi. Tiền bây giờ phải dựa Mỹ. Rồi cái thứ ba mà mất luôn đó, là cuộc triệt thoái cao nguyên. Tức là đưa dân chúng đi trên Liên Tụ 7. Mà Liên Tụ 7, lên tỉnh lộ bỏ hoang. Bao nhiêu người chết ở trên đó, chết cả mấy chục ngàn người trên cái con đường đó. Mà nhưng mà nói thì nó không có bằng cớ. Nhưng mà thực ra thì tụi Mỹ
nó đã cho Việt Cộng tọa độ để bắn chết bao nhiêu người rồi. Đó là mình nói mà tại vì người ta chết nhiều quá. Mà đi con đường vô lý như vậy. Nhưng mà đó là tôi chưa kể cái người mà điều hành cái cuộc đó. Chỉ là anh muốn anh đại tá Việt Hồng Quân được đưa lên chuẩn tướng để mà đưa quân đi. Còn ông Phạm Văn Phú do ông ra ngoài, ông giận thì ông không có chịu đưa quân như vậy. Mà trong cơ đó đó, cái ông sư đoàn trưởng sư đoàn 23 đó, ở Ban Mỹ Thuật đó, thì ông là đã là chuẩn tướng rồi. Mà cái anh này cấm đưa đoàn quân đi, làm sao các anh nghe lại. Cảm ơn thi sĩ nhà văn hóa Quốc Nam. Chỉ có nói tổng quát thôi, nhưng cũng để cho quý khán thính giả ở khắp nơi, nhất là thế hệ sinh sau đẻ muộn, thế hệ sau này, có một cái nhìn tổng quát về hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, cũng như là cũng biết vài sinh hoạt văn hóa của nhà văn hóa Quốc Nam. Và vì thời lượng của chương trình có giới hạn, chúng tôi rất mong là ông lại đến với quý khán thính giả Hồn Việt TV và Lido Sài Gòn Video để tiếp tục nói về những sinh hoạt, những đóng góp của ông với nền văn hóa hải ngoại, và nhất đặc biệt là DVD Việt Nam Cộng Hòa và Tôn Vinh Chữ Quốc Ngữ ạ. Vâng, kính chào toàn thể quý vị và xin chào chị Nhã Lan. Dạ vâng. Và thưa quý vị, chương trình Tản Mạn Văn Học Nghệ Thuật nói chuyện với thi sĩ nhà văn hóa Quốc Nam đến đây chúng tôi xin tạm chia tay với quý vị, và kính hẹn quý vị trong chương trình Tản Mạn Văn Học lần tới để một lần nữa chúng tôi lại được cùng đồng hành với quý vị tìm hiểu về sinh hoạt văn hóa hải ngoại rực rỡ ra sao, và đó cũng chính là một nét son của cộng đồng Việt Nam hải ngoại sau nửa thế kỷ ly hương. Và một lần nữa, nhà văn hóa Quốc Nam và Nhã Lan xin kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV và Lido Sài Gòn. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng.